Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm một video clip để hướng dẫn các bạn cách mà để tối ưu hóa cái sức mạnh của cái card màn hình, card rời ấy. Của mình ở đây là máy Dell Precision M4700. Thì cái card của mình là card Nvidia K2000M thì phải. Đấy, thì bây giờ ở cái màn hình desktop các bạn kích chuột phải vào và chọn vào cái phần Nvidia Control Panel này. Thì khi mà các bạn mua hay là các bạn tự cài đặt lại thì thường là mặc định của nó sẽ để ở cái chế độ thông thường và nó không khai thác hết cái hiệu năng của cái các màn hình này. Bây giờ mình sẽ bắt nó phải khai thác tối đa, vì mình đã dùng các màn hình thì phải làm sao mà cho nó tận dụng được tối đa. Thì ở cái phần tùy chọn bên này, nó có ba cái phần mà các bạn quan tâm. Ở đây thì nó ở cái phần đầu tiên. Ở cái phần đầu tiên này thì các bạn chọn cho mình là cái dòng thứ hai này, User Advanced 3D Image Setting này. Sau các bạn chọn Apply. Đấy, mình chọn ở cái phần đấy. Sang cái phần thứ hai là Manager 3D Setting. Thì ở cái phần này thì các bạn để Auto Select này cũng được này, hoặc là các bạn chọn High Performance này. Chọn High Performance ở cái phần trên này để nguyên. Trong cái phần đây này, cái phần dưới này mới là cái phần quan trọng này. Phần dưới này thì các bạn cứ chọn tất cả đều, cái nào off thì on hết lên, và cái nào mà có cái tùy chọn mà để cao nhất thì mình cứ chọn cái tùy chọn cao nhất. Đây, cách làm là như vậy, các bạn chọn hết lên. Đây, cái này on hết lên này. Đấy. Đây này, cái này thì các bạn chọn là Override Any này, cái này nói chung là mạnh nhất này. Đấy. Cái phần này thì các bạn chọn cho mình là 8x nha, 8x là được. Anti-Aliasing này. Những cái phần này chọn mask hết. Phần này thì các bạn chọn View Block Transfer này. Phần CUDA này. Phần này quan trọng này, nếu mà nó không bỏ cái dấu tích này, các bạn phải tích vào ngay nhé, để cho nó tận dụng cái hiệu năng của cái card. Này, mình on hết lên. Chúng ta cứ chọn cái dòng cuối cùng. Chọn hết. Đấy, nó là ở mức mạnh khai thác tối đa cái sức mạnh của cái các màn hình. Mấy cái phần on hết lên. Phần âm thanh. Đấy, tóm lại là mình đẩy nó lên mạnh nhất
khai thác hết sức mạnh của cái các màn hình. Và sau đấy thì các bạn ấn apply là xong. Còn cái phần này thì giữ nguyên. Phần này thì giữ nguyên các bạn ạ. Đây có auto select cũng được, mà các bạn chọn, mình cứ chọn cái luôn luôn sử dụng cái card này. Đấy. Như vậy là xong các bạn, xong các bạn ấn apply là xong thôi. Nó sẽ lưu lại. Đây là mình đã set xong cái card màn hình NVDA cho cái máy Dell PlayStation M4700 này. Đây là mình khai thác tối đa cái sức mạnh của các màn hình. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi clip. Nếu thấy hay nhớ like, share, đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Tạm biệt tất cả các bạn.